Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái cách cơ bản để kết hợp giữa pentatonic thứ và trưởng trong cùng một cái câu lick mà thường áp dụng trong nhạc blues. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cách nhận biết ra cái pentatonic thứ và pentatonic trưởng. Nó có một cái chiều nhỏ nhỏ nhưng mà sẽ rất hiệu quả cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về la thứ pentatonic. Thì các bạn thấy là cái công thức dễ nhớ nhất đó là nghe ngăn năm ha. Vậy thì cái la trưởng pentatonic nó là gì? Thì cái chiều ở đây chúng ta cái nốt gốc là la nè. Các bạn kéo nó xuống một cung rưỡi, tức là nghe ngăn năm, một cung rưỡi nó là xuống. Nó là nghe ngăn hai. Và hai ngay ngăn hai đó các bạn đánh thế tài pentatonic y chang cái của ngăn năm, cái thế tài ngăn năm luôn. Mà chúng ta đánh tại đây. Thế tài pentatonic này là của pha thăng thứ. Nhưng pha thăng thứ này, nếu các bạn không đánh cái nốt gốc này trước, các bạn đánh cái nốt la ngay đây trước, thì nó chính là la trưởng pentatonic. À, do đó các bạn nhớ là để cái thế tài nốt gốc của cái la thứ pentatonic, các bạn xuống cung rưỡi và các bạn đánh y chang như vậy thì nó là la trưởng pentatonic. Vậy thì chúng ta xem cái thứ các bạn quen rồi, bây giờ qua cái trưởng thì nó thêm những cái nốt nào. Thì ngay vị trí đánh như thế này thì bạn thấy nó sẽ thêm nốt pha thăng này, nốt si và nốt đô thăng. Còn nốt la và nốt mi là thứ trưởng nó như nhau. Vậy thì các bạn có thể tạo ra một cái scale mà nó kết hợp của cả thứ và trưởng chung. Nó như sao ha? Chúng ta đánh thử. Bắt đầu nghe nốt la đi nha các bạn. La để các bạn thấy là nó đúng là cái nốt gốc luôn ha. La nè. Si. Đô. Đô thăng. Rê. Mi. Pha thăng. Son. Ồ, nó có khá nhiều nốt vô đúng không? Vậy thì các bạn thấy ngoài cái năm nốt thường của thứ pentatonic thì chúng ta có thêm ba cái nốt phụ vô nữa. À, nó khá là nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia nhỏ ra để chúng ta trị thôi. Tức là bây giờ áp dụng trên cái la thứ pentatonic, bây giờ chúng ta sẽ thêm vào từng cái nốt của cái trưởng vào để nghe cái mùi nó khác như thế nào. Thì đầu tiên mình muốn nói đến cái nốt quan trọng nhất để phân biệt thứ trưởng, đó là cái nốt bậc ba. À, hợp âm la thứ và hợp âm la trưởng thì nó khác nhau chỉ một nốt duy nhất, đó là cái nốt bậc ba, đó là nốt đô hoặc là đô thăng. Các bạn thấy hợp âm la thứ thì chúng ta có nốt la, nốt đô và nốt mi. Hợp âm la trưởng thì nó có la, đô thăng và mi. Vậy điểm khác biệt cơ bản nhất của thứ trưởng đó chính là cái nốt đô hoặc đô thăng trong cái la này ha. À, vậy thì chúng ta sẽ kết hợp cái câu lick đầu tiên tập để các bạn quen cái mùi lạ, đó chính là đáng là đánh thứ, chúng ta thêm cái nốt đô thăng vào để cho nó ra mùi trưởng. Câu lick đơn giản như sau. Thì đó là các bạn đánh rê nè, đô và la. Đó là các bạn đánh kiểu thứ bình thường. Bây giờ chúng ta đánh khác một tí. Tức là nốt rê sang đô, xong các bạn hammer on vô nốt đô thăng trước khi các bạn về nốt la, coi như thêm một cái nốt phụ ha. Đánh bình thường nè. Thì bây giờ các bạn, à, các bạn thấy thêm vô nghe nốt nốt đô thăng thì nó nghe cái mùi nó sáng liền ha. Thì bây giờ mình tập ở những cái ốc tai khác nhau để nghe nó khác ha. Bây giờ các bạn xuống nghe chỗ cái dây 5 và dây 6 thì chúng ta tương tự vậy. Tức là ngăn 5, 3, hammer on vô 4 và đánh ngăn 5 của dây 6. Chỗ này.
Đó, thì các bạn nghe cái mùi nó khác biệt nha. Nên nhớ là cái nốt khác biệt rõ nhất là cái nốt bậc 3 nha. Tiếp theo chúng ta đánh thử cái nốt khác. Thì lúc nãy mình nói là có thêm cái nốt gì bạn? Nốt pha thăng. Vậy thì mình đánh thử một câu lít để thêm một nốt pha thăng vào nha. Thì chúng ta đánh cái câu như sau. Nghe nốt đô ở đây các bạn bend 1/4 bend kiểu blue nhẹ đó. Tức là ngâm 7 lá la nè. Các bạn pull up nó ra nốt son. Mi. Son, harmon la. Sau đó các bạn đánh ngay cái ngâm 7 là nốt mi ở đây, các bạn slide lên pha thăng. Tức là 7 nè, slide lên 9. Sau đó các bạn đánh ngăn 7 là nốt la. Đô ngăn 10. Các bạn cũng bend lên 1/4. Kết thúc ngay la lại. Rồi chậm lại câu này nha các bạn. Đó, thấy chưa? Chúng ta có thêm một cái cách xài cái nốt pha thăng, cái nốt ngoài rồi. Bây giờ tới cái câu nhỏ thứ ba, đó là cái câu mình xài cái nốt C. Cái nốt C thì nó lướt qua cũng nghe cũng rất là lạ ha. Các bạn xem thử câu lướt tiếp theo nha. Thì cơ bản là các bạn cũng đô, các bạn hammer on vô đô thăng. Sau đó các bạn đánh mi và la ha, cùng một ngang năm luôn. Sau đó son, các bạn bend một cung lên ha. Rồi, tiếp theo ở đây ngang năm, ngang bảy là nốt C đây. Các bạn la, si la ha. Đánh lời son. Bend một cung từ rê lên mi. Rồi hạ xuống lại đô, đô thăng. Kết thúc ở la, chậm lên nha các bạn. Đó, thì hy vọng là với cái bài chia sẻ nhỏ như thế này thì các bạn có thể thấy được rằng cái câu lick blue mình nghe nó khác biệt nhiều hơn so với các bạn chỉ đánh thuần cái minor blue, tức là cái thứ blue bình thường. Với ba cách chấp dụng này, các bạn có thể kéo lên khắp cần đàn, vị trí là thứ đây rồi, chúng ta nghiên cứu lên thử là si thứ, mi thứ để coi xem sao nhé. Thì nếu các bạn muốn học về các kỹ thuật guitar điện cơ bản, hãy xem qua khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của Đăng Khoa. Thì trong đó hướng dẫn khá là nhiều các kỹ thuật với các bài tập sẽ giúp cho bạn nâng cao dần cái kỹ thuật lên. Khóa học phải đóng tiền một lần và học trọn đời nha các bạn. Đóng tiền một lần, học trọn đời. Cái đàn mình đang đánh đây là cái cây Telecaster hiệu Queen Z, thương hiệu Queen Z và Made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản nha bạn. Rất là tuyệt, hàng đàn second hand nhưng mà rất là tuyệt. Cái màu các bạn xem thử, màu rất là đậm và rất là đẹp ha. Núm phận cũng rất là chất nữa ha. Cây này second hand nhưng mà các bạn coi nó rất là chỉnh chu ha, hầu như là nguyên vẹn. Ở đây chỉ có một cái gốc trầy rất là nhỏ như chỗ này thôi, cần đây ha. Phía sau có chữ Made in Japan ha, cũng là đàn của Nhật Bản. Thì cái cây này trên 10 triệu nha các bạn ha. Một cây duy nhất các bạn hãy liên hệ Amigo Guitar Shop để có thể sở hữu cái cây đàn này. Cây này các bạn đánh mà blue là bóp hay là country hoặc là khỏi chê luôn ha. Rất là tuyệt, hai pickup đơn rất là lòng lanh, action cực nhẹ ha. Cần đàn kính vô.
và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye.